What's up? Nhà 500 anh em. Dạo này mình bị đau nhiều cho nên là không có quay clip thường xuyên cho anh em được. Nhưng mà hôm nay mình đã cố gắng lết ra khỏi giường bệnh để mình quay review cho anh em sản phẩm mới đến từ Boss Gear. Thì hôm nay mình rất là hào hứng vì để review một cái em bàn phím cực kỳ đặc biệt, phải nói là độc nhất vô nhị từ trước đến nay mà mình đã từng được trên tay. Đây, nhìn các bạn có thể nhìn bên ngoài đây, rất là nhỏ gọn như thế này thôi. Đây là một chiếc bàn phím cơ mà phải nói là có quá nhiều điểm mà cần phải nói đến em này. Đấy, nó chỉ rất là nhỏ nhỏ, không bằng một cái bàn tay của mình luôn. Rồi, ok, không nói nhiều nữa, mình sẽ cùng đi vào review chi tiết em này nhé. Yo. Đầu tiên về nhìn bên ngoài vỏ hộp thì chúng ta sẽ thấy đó là một chiếc vỏ hộp khá là vuông vắn gọn gàng, và nó sẽ không có gì nhiều ngoài một cái logo của thằng Amcool. Đây là một cái thằng mà nó cũng chuyên sản xuất bàn phím đấy. Đó, nhất là phím cơ. Rồi, vậy chúng ta sẽ có thêm gì nữa không? Chúng ta sẽ có thêm mặt sau sẽ có các cái thông số kỹ thuật của em này. Đưa lại gần thì chúng ta sẽ nhìn thấy các cái thông số rất là cơ bản, ví dụ kích thước này, rồi dây cáp, rồi tùm lum tà la các kiểu, nói chung là toàn tiếng Tàu. Thì em này phát từ Trung Quốc mà. Rồi, về cái màu sắc bên ngoài thì chỉ là một màu đen, không có gì đặc sắc hết, mỗi cái logo Amcool màu đỏ làm nổi bật lên mà thôi. Rồi, chúng ta sẽ sang mở hộp em này luôn nhé. Rồi, hộp của em này thì làm khá là dị với cái kiểu nắp hộp như thế này. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ thấy một cái lớp mút màu đen rất là dày, tuốt ra à, lộn đầu rồi đó, tuốt như tuốt khỏi vỏ bao vậy đấy. Rồi, ok, ở trong này chúng ta sẽ thấy một cái hộp mút nữa, đầy một cái hộp mà làm bằng mút luôn nha các bạn, rất là hoành tráng. Phía này chúng ta sẽ thấy một cái lớp mút khá là dày. Bỏ qua. Wow. Phía bên trong thì chúng ta sẽ nhìn thấy một chiếc bàn phím nằm gọn ở phía giữa cái lớp mút này, khá là chắc thì nó làm rất là khít, rất là nhỏ nhắn, trắng tinh. Bỏ sang một bên nhé. Phía dưới này chúng ta sẽ có một cái key buller, tức là cái dùng để nhổ switch đấy. Key buller này thì nó có logo của Amcool ở phía trên này luôn. Ở giữa này chúng ta sẽ có một cái lỗ để vòng tay vào nhổ, rất là chuyên nghiệp. Những cái nhổ nhân này thì nhổ keycap rất là sướng mà không gây hại đến keycap nha các bạn. Rất tốt là cái bàn phím này nó tặng cho mình cái con này mua ở ngoài thì cũng giá cũng phải tầm gần 100.000 một cái đấy, không phải giỡn đâu. Đấy. Ở đây chúng ta có thêm một cái dây cáp rời nữa, và dây cáp này là dây cáp chuẩn USB micro USB chứ không phải là Type C, mà đầu kia là cổng USB. Ok, mình sẽ bỏ cái dây cáp này ra. Ngoài ra thì chúng ta sẽ không còn gì hết rồi, chỉ có hai phụ kiện này thôi. Ok, vứt các cái hộp vỏ này sang một bên. Rồi, đây là chiếc bàn phím của chúng ta. Nếu mà review em này mà trên một cái bàn màu trắng nữa thì có lẽ là các bạn sẽ không thể nào nhìn thấy hết cái vẻ đẹp của em này. Bởi vậy mình sẽ quyết định thay đổi một chút. Đây, mình sẽ mở ra đầu tiên cho các bạn coi nhé. Wow, cực kỳ trắng luôn. Rồi, mình sẽ thay đổi phông nền một chút nha các anh em. Ta-da! Vậy là mình đã đổi hoàn toàn cái bàn của mình sang màu đen. Một cái màu đen giả da rất là đẹp. Và nhờ cái phông nền màu đen này chúng ta sẽ review con bàn phím này rõ nét hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ zoom camera vào gần hơn để cho các bạn nhìn rõ chiếc bàn phím này nhé. Tại vì bàn phím này rất là nhỏ, nếu như mà để review xa như thế này thì các bạn không nhìn thấy rõ được. Ok. Rồi, về cái kiểu dáng của em này thì nó là một cái kiểu dáng khá là dị. Không phải tất cả các bàn phím nào cũng đều làm như thế này, mà nó là kiểu 60%. Tức là như thế nào? Nó chỉ bao gồm các cái phím số ở trên và xuống tới phím FN ở bên này. Đây, đó, nút Control. Không, hoàn toàn không có các cái nút F, tức là dãy F1 đến F12, cũng như là phím điều hướng các phím mũi tên bên này. Và các numpad là nó bỏ đi hoàn toàn luôn, là nó chỉ có 60% mà thôi. Cái layout này thì khá là dị và tất nhiên là sẽ rất là ít người sử dụng. Tại vì cái con này nó sẽ ưu tiên đến cái kiểu dạng như là dành cho những cái bạn mà mang theo laptop thì sẽ cần cực kỳ là gọn nhẹ để có thể mang đi rất cách dễ dàng, và cũng như là cần một chiếc bàn phím cơ ngon để mà mình gõ thay gì cho cái bàn phím laptop khá là chán. Và tất nhiên nó phải có một cái dây cáp rời rồi, tại vì nếu như mà mang đi mang lại mà dây cáp dính liền thì nó rất khá là bướng víu. Ngoài cái layout 60% khá là độc đáo thì con em này còn có gì khác? Nó chính là cái cây của em này. Tức là thường là cái vỏ của những chiếc bàn phím thì thường sẽ là bọc nhựa hoặc là bọc kim loại, nhưng riêng em này thì nó sẽ bọc một lớp
nhựa trong suốt nha các bạn. Đó, đấy các bạn có thể nhìn thấy rõ luôn cả cái mặt điện tử ở trong luôn, có bao nhiêu chân, bao nhiêu cái tụ led đồ gì là lộ hết ra luôn nha các bạn. Đấy, và phía trên này chúng ta cũng làm một cái lớp nhựa trong suốt luôn, tức là nó sẽ bao phủ bằng một lớp nhựa trong suốt rất là đẹp. Ở xung quanh thì chúng ta sẽ có những cái ốc vít để mà vít hai lớp nhựa này kẹp lại giống như cái bánh sandwich vậy. Nhưng mà cái điểm lợi của em này đó chính là cái phần mà đèn led, thì khi mà bật đèn led lên nó sẽ tỏa đều ra xung quanh của cái cây luôn, xuyên qua luôn, nhìn rất là độc đáo. Mình rất chi là ấn tượng với cái kiểu thiết kế kiểu trong suốt như thế này. Giống như một số các cái dạng điện thoại hiện nay thì nó cũng làm cái kiểu mặt sau trong suốt để có thể nhìn thấy linh kiện bên trong. Và chúng ta sẽ đi sang một chút nữa về cái phần layout của em này. Layout của em này thì nó đang sử dụng cái layout khá là nhỏ nhắn. Khi mình nhìn cái này thì mình sẽ nhớ đến một cái layout của cái em Hunland M87F, nhưng mà là cái đời trước thì nó sử dụng cái layout như thế này, thì nó khá là nhỏ và nhìn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với những cái layout hiện giờ của M87F, thì nó hơi tàu. Đó, nhìn con này thì đẹp hơn. Đấy, và cái một cái điểm lưu ý nữa về cái phần cây cáp của em này, đó chính là cái cây cáp của em này sẽ sử dụng đó là low profile. Low profile tức là sao? Tức là nó sẽ rất là thấp. Đây, các bạn nhìn thấy các cái cây cáp của nó nhìn rất là thấp. Đó, nó sẽ mỏng dẹp như thế này. Đó, thì khi mà các bạn gõ thì nó sẽ không có cảm giác cái cây cáp này đập xuống dưới với cái nền, thì nó sẽ cho cảm giác gõ êm hơn. Đó, nó là tùy sở thích của mỗi người thôi. Có người người ta thích cây cáp cao cơ. À, tất nhiên thì con này đang sử dụng chuẩn 60% nhưng mà nó không có theo cái kiểu các cái nút gì. Thì cho nên các bạn yên tâm là các bạn có thể sử dụng được bất kỳ các loại cây cáp nào mình có thể gắn vào đây. Và các bạn lưu ý là phải sử dụng cây cáp, một là mình thay hết toàn bộ luôn thì nó sẽ đều, còn nếu không mình thường là các cây cáp ở các cái hiện nay đang bán ở ngoài thị trường ấy thường là sẽ là high profile, tức là nó sẽ dày hơn và cao hơn cái loại cây cáp này rất là nhiều. Các bạn nhớ lưu ý khi mà sử dụng cây cáp cho em này nhé. Ok, thì mình sẽ sang cái phần tiếp theo, đó là cái switch của em này. Switch của em này thì do thằng Amkun phát triển luôn, và em này đang sử dụng đó là blue switch. Với blue switch thì các bạn biết rồi đấy, thì bấm nó sẽ kêu lắp tắt như thế này. Ngoài ra thì em này còn có phiên bản nữa là phiên bản red switch. Tuy nhiên thì do cái phiên bản tuy nhiên thì do chiếc bàn phím này do bên mình đặt hàng order rất là ít, cho nên là cái này phải đặt trước làm rất là lâu thì mới có hàng được, chứ không phải là dạng là có sẵn ngay. Nên là nếu mà các bạn muốn mua red switch thì phải báo cho mình trước, còn nếu không bình thường thì nó chỉ có blue switch thôi nha các bạn. Đấy, blue switch thì gõ nghe nó cũng sướng hơn và bấm có cảm giác nó cũng phê hơn. Tí nữa mình sẽ kiểm tra cái tiếng click key cũng như là cái hiệu năng gõ của em này. Rồi mình sẽ sang cái phần đặc biệt nữa, đó là phần mặt sau của em này. Ở mặt sau thì các bạn có thể nhìn thấy là nó làm hoàn toàn trong suốt, và dưới đây thì các bạn có thể nhìn thấy cả con chip này, nó cả các cái con tụ, cả cái chân hàn rất là nhiều, những cái chân switch đây. Đó, sau này cái bảng mặt của nó thì có chữ Amcool luôn, nhìn khá là ngầu. Cái kiểu trong suốt như thế này thì khi mình mỗi lần mình lật mặt sau lên thì nhìn rất là ấn tượng và nó cũng đặc biệt nữa. Ở giữa này thì chúng ta sẽ thấy có một cái bảng mặt thôi, còn xung quanh thì tất cả đều là bọc nhựa trong suốt hết. Cả cái chân đế này của chiếc bàn phím, tức là cái chân mà nâng hạ độ cao của bàn phím ấy, thì nó sẽ làm cố định luôn, chứ không có làm theo cái kiểu mà sẽ bật lên bật xuống được. Có lẽ là cái thiết kế kiểu như vậy là hơi khó nếu mà mình sử dụng các cái nhựa trong suốt như thế này, cho nên là họ đã quyết định là làm cố định như thế này luôn. Và nếu như mà các bạn muốn độ thêm độ cao thì cũng đơn giản thôi, bạn ghép này ra và mình sẽ thêm một cái miếng cao su hoặc là thêm bất kỳ miếng đệm nào vào đây cũng được để cho nó nâng thêm độ cao của phím. Nhưng mà đối với mình thì như thế này là rất là vừa rồi. Phía trên này chúng ta sẽ thấy một cái lỗ cắm. Đây chính là cái đầu cắm của cổng USB. Thì khi mình sử dụng thì mình sẽ cắm dây micro USB vào đây. Và đặc biệt là nếu như mà các bạn đang sử dụng có dây sạc điện thoại đầu micro USB thì các bạn vẫn có thể cắm vào đây và sử dụng bình thường, không cần nhất thiết phải dùng dây zin của em này. Mình cũng có thể mua một cái dây sạc mà kiểu dạng dây bọc dù á, thì mình cắm vào thì nhìn rất là đẹp. Nói chung như thế này thì mình chơi được cả dây nữa, khá là độc đáo. À, như mình đã nói ở phía trước thì là con bàn phím này đang sử dụng cây cáp low profile. Với cây cáp low profile thì nó sẽ hơi mỏng một chút. Đây, nhìn nó rất là mỏng, tức là nó sẽ không cao như những con bàn phím bình thường. Và ở phía trong này chúng ta sẽ vẫn được làm double shot, tức là hai lớp nhựa. Thì với khả năng double shot thì nó sẽ chống được cái việc đó là bị bào mòn chữ theo thời gian, và đồng thời giúp cho led xuyên qua nhìn rất là đẹp. Mình rất thích những chiếc bàn phím cờ cái kiểu như thế này.
cáp của em này thì làm cũng khá là cứng cáp đấy. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn muốn tốt hơn thì các bạn nên mua một cái bộ bàn phím PPT đó, để mình gắn vào đây thì nó sẽ tốt hơn. Đầu nó sẽ chống được cái độ bóng theo thời gian mà cũng như sẽ cứng cáp hơn rất là nhiều, gõ rất là sướng. Nếu mà với số tiền bỏ ra mình mua cái bàn phím này, mình mua thêm một bộ PPT không đáng là bao nhiêu hết, nhưng mà nó sẽ cho các trải nghiệm còn bàn phím tuyệt vời hơn nhiều và nó cũng rất là đẹp nữa. Về cái dây cáp của em này tặng ở trong chiếc bàn phím nhé, thì nó dây cáp là dây cáp bình thường thôi, nó là dây cáp nhựa bình thường như thế này, không có đầu chống nhiễu luôn. Tại vì cái này nó sẽ không có phải thuộc dạng là để mình gaming, cho nên là các bạn có thể sắm một cái dây cáp bọc dù khác hoặc là sử dụng dây cáp này rất là ok, tại vì nó thuộc cái dạng kiểu gọn gàng nhất có thể. Đó, nó sẽ là dây như thế này thì nó sẽ đỡ được một cái là nó sẽ không có bị cứng và khi mình mang đi thì nó sẽ gọn hơn nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ sang cái phần khá là hấp dẫn, đó là cái phần đèn led của em này. Em này tôi đang sử dụng đèn led RGB 16,8 triệu màu, cực kỳ đẹp luôn, đèn led của nó rất là sáng. Thì mình sẽ thử cắm cho các bạn cùng coi nha. Đó, mình đã cắm vào trong chiếc máy tính rồi, thì các bạn có thể nhìn thấy là mặc dù mình để đèn ở trong phòng rất là sáng nhưng mà đèn led của nó vẫn rất là nổi bật đấy. Đặc biệt hơn nữa là do cái bộ phận cây cáp này nó là màu trắng cho nên là các bạn nhìn thấy nó tỏa led lên khá là đẹp. Và thứ hai nữa là do cái phần cái cây này của nó là cây trong suốt, cho nên khi các bạn nhìn xuống dưới cây nhé, oh my god, quá xuất sắc, cực kỳ ảo diệu luôn. Các bạn có thể nhìn thấy là cái đèn led của nó sẽ hắt ra là phía bên trên này, thì khi các bạn lật lên thì các bạn có thể nhìn thấy là cái độ sáng của nó cực kỳ lớn do cái đèn led nó nằm ở phía dưới cây mà, nên khi nó hắt ra rất là đẹp. Và khi mình đổi chế độ thì cái đèn led của nó cũng sẽ chạy ở phía trên này luôn, rất là đẹp. À, một cái đặc điểm đặc biệt nữa đó là phần phía đế của nó. Đây, phía đế của nó vẫn có trang bị một loạt các cái đèn led và mình cũng có thể chỉnh màu được các đèn led này luôn nha các bạn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ thử thao tác một số cái cho các bạn cùng coi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy cái đèn led mặc định của nó là đèn led theo kiểu neon, tức là nó sẽ sáng đổi màu lần lượt. Nếu như các bạn muốn chỉnh đèn led thì con này nó có cái kiểu chỉnh hơi đặc biệt một chút, đó là các bạn ấn F5 cộng với lại nút P để đổi chế độ led. Đó, ví dụ như mình đang đổi sang chế độ pre-tint thì với chế độ pre-tint này thì nó sẽ là chớp tắt và đổi màu. Nếu như mà các bạn muốn đổi màu thì mình có thể ấn F5 cộng với lại cái nút xiệt ở đây, đó, nút gạch ở đây đấy, ở bất kỳ chế độ nào nha các bạn. Đó, đây là mình chuyển sang chế độ đó là sáng y một màu luôn, thì mình cũng có thể đổi đây đấy, mình có thể đổi tất cả 7 màu. Tuy nhiên con này lại không có phần chỉnh, đó là chỉnh led qua trên hệ thống phần mềm nha các bạn, nó chỉ có thể chỉnh led bằng thủ công bằng tay thôi. Và nó có thể chỉnh được độ sáng bằng FN nếu cộng để tăng độ sáng và FN trừ để giảm độ sáng. Mắt thì mình sẽ tắt luôn led luôn. Ngoài ra thì em này cũng có thể chỉnh luôn cái đèn led ở dưới gầm, mình thử cho các bạn cùng coi nha. Thì để chỉnh các cái hiệu ứng đèn led ở dưới gầm đó, thì mình ấn FN cộng với lại nút Ctrl bên tay phải này. Đây, đó mình có thể chỉnh sang, đó là nút chỉnh sang màu nhá. Đấy, đổi màu này, đây là chế độ sáng nguyên một màu. Mình có thể chỉnh 7 màu luôn. Màu xanh dương, màu đỏ, màu tím hoặc là chế độ pre-tint. Với chế độ pre-tint này nó mỗi lần nó chớp tắt thì nó sẽ tự động đổi màu luôn, rất là đẹp. Hoặc là chế độ neon, đó nó sẽ đổi màu liên tục. Đó, mình vẫn thích cái chế độ đó là chế độ neon. Hoặc là mình sẽ để một màu như này, màu tím chẳng hạn. Cực kỳ đẹp luôn. Thôi bây giờ mình sẽ đi qua một số các cái chế độ đèn led của em này nhá. Bây giờ mình sẽ bật tắt đèn đi, mình sẽ show led cho các bạn nhìn thấy rõ hơn. Ok, như vậy là mình đã đi qua cho các bạn xem các cái chế độ đèn led của em này. Phải nói là đèn led của em này của nó cực kỳ sáng và có rất là nhiều chế độ
quá đẹp, quá bá đạo. Mình chưa thấy có cái hệ thống đèn LED nào mà đẹp như em này, nhất là các cái hiệu ứng mà khi mà mình để trên bàn và mình nhìn ở đằng sau như thế này. Đây. Wow. Perfect. Wow. Tuyệt vời luôn. Tuyệt vời ông mặt trời, phải nói là cực kỳ đẹp. Nếu như các bạn có thể có tiền, các bạn có thể mua thêm một cái bộ keycap pudding. Thì mình đã có một cái video keycap pudding mình post ở trên fanpage ấy. Phải nói là con này kết hợp với pudding thì phải nói là vô đối. Rồi bây giờ mình sẽ sang một cái phần cũng rất là quan trọng, nhưng mà đối với em này thì chắc cũng không còn quan trọng nữa rồi. Tại vì với cái hệ thống đèn LED như thế này nó quá tuyệt vời. Thì bây giờ mình sẽ sang cái hiệu ứng gõ của em này nhé. Bây giờ mình đã đưa cái mic vào phía gần chiếc bàn phím rồi. Bây giờ mình sẽ gõ một đoạn văn bản cho các bạn cùng nghe cái tiếng click key của em này nhé. Như các bạn đã thấy là tiếng click key của em này khá là êm, và cái lực nhấn của em này cũng nhẹ nữa, khi mà mình bấm thì có cảm giác rất là vừa tay. Và các cái nút cắt hay là nút shift, nút enter thì phải nói là rất là đầm và cũng như là không hề có hiện tượng lọc sọc. Nếu như các bạn đầu tư thêm một bộ keycap PVT thì cái tiếng của nó sẽ đanh hơn, tại vì cái con này đang sử dụng low profile cho nên là khi cái tiếng của nó gõ thì phát ra sẽ không được to như là những cái thằng dùng hai profile, những cái keycap cao á, thì nó sẽ gõ nó sẽ sướng hơn đó. Và như vậy thì rất là ok rồi, phù hợp với những cái bạn nào mà thích sự gọn gàng hay là di chuyển đồng thời là đèn LED RGB cực đẹp thì phải nói là dùng con này thì là best choice. Ok, bây giờ mình sẽ sang phần tổng kết đánh giá của em này nhé. Như vậy là chúng ta đã vừa đi qua xong các cái phần đánh giá về em bàn phím Ankun này. Đây là một chiếc bàn phím cơ nhỏ gọn cực kỳ với chuẩn layout 60%. Thì các bạn lưu ý là mình phải phù hợp với chiếc bàn phím này, tức là thường xuyên gõ văn bản thôi, hoặc là chỉ chơi game khu vực ở phía bên này, không sử dụng đến dàn phím F thì mới nên mua em này nhé. Và cái ưu điểm của em này là gì? Phải nói là đẹp, đấy là một cái ưu điểm đầu tiên mà mình nói về chiếc em viết bàn phím này. Ngoài đẹp ra thì nó còn độc nữa, tức là các cái hệ thống của nó, phải nói hệ thống cây, tức là những cái hệ thống mà bui xung quanh, phải nói là cực kỳ độc đáo. Đó, cây trong suốt như này thì thường chỉ xuất hiện trên những cái bàn phím mà cất tầm thôi, và những bàn phím này thì cất tầm thì giá cực kỳ đắt đỏ luôn, nhưng với em này thì chi phí của nó chỉ khoảng tầm hơn 1 triệu thôi. Thì nói chung với hơn 1 triệu thì như vậy là quá là ok rồi. Và về cái ưu điểm nữa thì mình phải nói đến đó chính là cái hệ thống đèn LED của em này, hệ thống đèn LED RGB cực kỳ xuất sắc, quá đẹp. Cái tiếp theo nó sẽ là tuy là bui bằng nhựa nhưng mà nó có bui cực kỳ cứng cáp, khi mình vặn uốn thì không hề có hiện tượng đó là cong vân, nói là tuy là bui bằng nhựa thôi nhưng mà nó cực kỳ cứng cáp, rất là tốt. Và một cái ưu điểm nữa đó chính là cái phần layout của em này, tuy là cái phần nó chỉ dùng 60% thôi nhưng mà hoàn toàn layout chuẩn, cho nên các bạn có thể chơi keycap thoải mái và cái phông chữ cũng rất là đẹp nữa. Thế còn về nhược điểm thì sao? Nhược điểm của em này thì có lẽ đến từ một số thứ cũng khá là nhỏ nhặt, ví dụ như là dây cáp thì khá là bèo, dây cáp này dây cáp thường thôi, dây cáp bằng nhựa đó, thì các bạn có thể nâng cấp cái phần kia dây cáp của mình lên bằng dây cáp bọc dù mình có thể mua ở ngoài, và rất là rẻ, khoảng tầm 50.000 thôi. Ngoài ra thì còn một cái đặc điểm nữa là đó là nó đang sử dụng hệ thống low profile đó, cái dây cáp này thì mình gõ không có vừa tay lắm, cũng như là cái dây cáp của nó sử dụng là chất liệu ABS mà thôi, không phải PVT, cho nên nó sẽ không có thể hiện cái đẳng cấp của chiếc bàn phím như thế này. Và một cái nữa đó là nó dùng layout 60%, cho nên nó sẽ rất là kén người chơi, nên các bạn phải lưu ý nhé. Ok, vậy với tầm tiền giá tiền khoảng tầm hơn 1 triệu thì các bạn có mua chiếc bàn phím này không? Đó, theo mình thì rất là đáng, nếu như mà các bạn sử dụng laptop hay mang đi lại, cũng như là chỉ để mình gõ phím để trên bàn thôi đã thấy đẹp rồi. Các bạn có ý kiến gì về chiếc bàn phím này thì hãy comment ở phía dưới video nhé. Ok, nếu mà các bạn muốn mua thì mình sẽ để link ở phía dưới phần mô tả như các video khác thôi. Đó, thì các bạn có thể nhấp vào link để tham khảo giá. Như vậy là video mình đã đánh giá xong em bàn phím Ankun HK61 này rồi nhá. Thì đây là một trong những cái bàn phím mình thấy phải nói là cực kỳ đẹp từ trước đến giờ luôn đấy. Rất đáng tiền. Nếu các bạn muốn xem thêm các cái video về bàn phím chuột Gaming Gear bên bot Gear thì các bạn có thể nhấp vào video phía bên tay trái hoặc là video phía bên tay phải bên đây. Đó, và các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh của mình ở ngay đây nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye.
phê vãi cả lòng.